Chiều qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ bảo đảm phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023. Xác định lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 là hoạt động văn hóa nghệ thuật lớn của thành phố. Ngay từ đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai các ngành, các lực lượng vũ trang có liên quan, hiệp đồng chặt chẽ, triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác phối hợp tổ chức và bảo đảm an ninh an toàn cho lễ hội. Tại hội nghị, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã thảo luận rút kinh nghiệm việc xây dựng chương trình kịch bản nhạc nền dự thi của đội pháo hoa, công tác ra phá bom mìn vật liệu nổ, phương án cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh an toàn tại khu vực kháng đài, bãi bắn và trên sông, điều động lực lượng, phương tiện, bảo đảm mọi mặt cho lễ hội pháo hoa khi có tình huống xảy ra. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã khen thưởng 6 tập thể 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023.